Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 6. Wow. Dạ thưa quý vị, chương trình Thách thức danh hài do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điên Quân thực hiện được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc, đó chính là 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và luật chơi chúng ta vô cùng đơn giản thôi. Mỗi người chơi sẽ bước ra sân khấu và có thời gian là 60 giây để chinh phục nụ cười của hai danh hài. Nếu vượt qua được vòng đầu tiên, họ mang về cho mình là 2 triệu đồng. Họ tiếp tục đi tiếp chinh phục vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng 5 thì giải thưởng sẽ tăng dần lên. Ở vòng 2 là 10 triệu đồng, vòng 3 là 20 triệu đồng, vòng 4 là 40 triệu đồng và vòng 5 là 100 triệu đồng. Và ngoài ra thì những thí sinh đặc biệt có ấn tượng mạnh như là ban giám khảo, có nhiều tiêu phẩm hài thì họ sẽ được đặt cách vào trong đêm gala và cơ hội chạm vào giải thưởng cao nhất của chúng tôi với số tiền rất nhỏ và khiêm tốn nhẹ nhẹ là 150 triệu đồng. Nhưng mà như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với lại hai vị giám khảo quen thuộc là hai danh hài. Đầu tiên, xin mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về bên trái sân khấu để chào đón danh hài Trấn Thành. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Wow. Dạ bên đây, bên tuyến còn lại, bên phải mà anh nhỏ của chúng ta, đó chính là danh hài Trường Giang. Làm cho tất cả danh hài chỉ cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Thưa quý vị, rất là tin vui cho mọi người, tại vì sự thành công của mùa năm thu về rất nhiều những lợi nhuận cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi đã được may bộ trang phục riêng. Dạ. Dạ quý vị. Lấy ý tưởng từ việc kẹt xe nên gia đình chúng tôi có một cái cây đèn xanh đèn đỏ rất là ngọt đỏ vàng xanh. Dạ vâng, để hướng tới giao thông an toàn mọi nẻo đường. Và màu này cũng tượng trưng cho sự may mắn luôn. Dạ, màu xanh là tượng trưng cho sự may mắn và sự thành công. Hả? Màu đỏ là sự không, màu đỏ mang quả vậy thôi. Dạ, màu vàng là sự phản bội. Cái gì? Dạ không, không phải. Cái gì? Màu vàng này là hãng thương gia. Cái gì? Thương gia là màu vàng. Hãng thương gia à? Đây là golden đó. Và khi thấy mà không hả? Đây không phải là golden, đây là yellow. Yellow. Thì đó, khi nào mà chinh phục nụ cười của hai anh tức là có được ngân sách để mang về. Còn em nếu lãng hả? Dạ. Em đang chuyển chủ đề hả? Thì em quay về màu giá lồ của em. Còn khi mà thấy giá lồ của em là biết là ve về chỗ nên ve đó. Okay. Là có ba màu rõ ràng như vậy. Rồi, ngày hôm nay thì mùa 6 rồi anh à. Anh Thành là anh Giang, anh có hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của những thí sinh bơm tấn hay không? Ra mùa nào cũng hồi hộp và chờ đợi hết. Tại vì thưa quý vị là tụi em ngồi trên đây, tụi em cũng muốn có nhiều cái tài năng mắc cười xuất hiện để được trao tiền thưởng, với lại cho chương trình nó cũng sinh động hơn. Chứ ở trên này mà ngồi mà không mắc cười mà ở dưới diễn không cười buồn lắm, chứ không phải là tiếc gì mà có nụ cười. Cho nên cũng muốn hôm nay mọi người thoải mái nhất có thể, mà nói với các bạn thí sinh luôn là cứ thoải mái là cười, đừng có rập khuôn rồi cố gắng gồng vậy chứ, cứ thoải mái cười, cứ nhắc tới một cái quy là cười thôi hả? Ủa, khổ vậy. Còn ác sĩ thì sao? Thưa quý vị, wow. Để mà có được những cái nụ cười mà quý vị và các bạn xem chương trình ở nhà là anh em chúng tôi ngồi ở đây đã phải khóc thầm nhiều đêm. Là tại vì không phải bạn nào lên đây cũng tự tin. Nhiều khi bạn diễn tập cho ban tổ chức coi thì rất là vui. Lên đây ánh đèn rồi khán giả, rồi nhiều khi ngồi trước là hai nghệ sĩ thì họ sẽ bị khớp. Mà khi họ khớp, chúng tôi cũng không biết cách nào để vực dậy cái tinh thần cho họ. Mà nhiều khi đang ngon lành, có trớn là phải đi luôn. Nên tôi nghĩ là thưa quý vị, trên sân khấu bất cứ bộ môn nghệ thuật nào cũng có thể lấy được bình tĩnh. Nhưng riêng nghệ thuật hài, nếu bạn không bình tĩnh, bạn không tự tin
thì sẽ không bao giờ có hài. Và riêng em mong là mùa này cũng bớt nhang khói lại, tại vì bốn mùa thức cúng quá, mùa nào cũng dái hết. Mùa nào cũng dái. Biết cái chỗ ngồi của Ngô Kiến Huy giống như là ai ở trên luôn á. Đền, đền. Ai lên ngồi sơn cái là theo về nhà luôn á. Thôi. Thế ra là mong cho quý vị, dạ năm nay cúng tiếp cho nó linh. Dạ năm nay cúng tiếp cho nó linh. Ê, thôi, xin mời hai danh hài về vị trí ạ. Cảm ơn anh Thành và cảm ơn Giang. Và quý vị, đây là bàn làm việc của anh Thuận Quốc Huy. Và quý vị thấy ở trên bàn làm việc này có hai màn hình rất là lớn để chúng ta bắt cận mặt của hai danh hài để xem họ nở nụ cười khi nào. Và đây là ba chiếc nút, đầu tiên là nút xanh lá cây, báo hiệu các bạn có thời gian là 60 giây để chinh phục nụ cười của một trong hai danh hài. Nút thứ hai, nút màu đỏ, khi Huy nhấn vào các bạn đã là người chiến thắng, nhận được phần thưởng tương ứng với vòng đó. Và nút cuối cùng là nút màu xanh dương, báo hiệu các bạn đã hết thời gian và quẹo phải. Bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón thí sinh đầu tiên. Xin mời thí sinh Ánh Nga. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Cô chào Trấn Thành, chào Trường Giang, chào Ngô Kiến Huy và chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem qua màn hình nhỏ. Cô là Nguyễn Thị Ánh Nga, là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Wow! Cô cũng xin thú thật với lại Trấn Thành và Trường Giang là khi cô ở phòng chờ thì cô thấy rất là oải rồi và cô nghĩ là không hiểu tại sao mình lại đi thi và cô muốn về. Nhưng mà khi nhìn thấy Trấn Thành và Trường Giang tự nhiên cô lại thấy phừng 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 và bây giờ cô lại thấy mình rất thành xuân. Bây giờ thấy mới hỏi nhá, là một cái điều gì mà làm cho một giáo viên của trường Bách Khoa lại hứng thú với lại chương trình hài như thế này? Dạ, xin phép Trấn Thành chưa hỏi cho cô xin được nói tiếp. Vâng. Có thể nói rằng khi mà chương trình này phát sóng thì có lẽ là có hàng triệu sinh viên của cô sẽ theo dõi cô qua màn hình. Vì thế là cô, trước hết là cô xin phép chương trình, cô xin phép Trấn Thành, Trường Giang để cho cô được nhắn nhủ đôi lời với lại các em sinh viên của cô. Cô vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Cô chào các em sinh viên, chào những đứa đã học cô rồi mà thi vẫn chưa qua. Cô chào những đứa đã thi qua rồi không cần học cô nữa. Cô chào cả những đứa vừa mới nhập trường chuẩn bị học cô. Và cô chào những đứa đã ra trường rồi không bao giờ học cô nữa. Cô chào tất cả. Hôm nay cô lên tận TV để muốn nói với các em một điều cực kỳ quan trọng. Đó là các em luôn luôn phải có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Phải lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với cộng đồng, không vứt rác bừa bãi. Sử dụng thật ít túi ni lông. Khi đi chơi uống nước, mang ống hút về, rửa đi, dùng tiếp, giống cô. Thứ hai, phải tiết kiệm nước. Đang tuổi yêu đương không cần phải nhịn tắm nhiều, nhưng phải tắm khô trước khi xả nước. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính chúng ta và gia đình chúng ta. Các em nhớ điều đó. Còn một điều nữa, ngày hôm nay cô không biết sẽ rớt ở vòng nào, nhưng đó không phải lỗi của cô. Lỗi của ai cô không biết, bởi vì cô của các em rất kỳ diệu, một cách tinh vi được gọi tắt là vi diệu. Còn bây giờ xin được bày tỏ cái cảm xúc của cô với hai giám khảo. Đối với Trấn Thành, trời ơi, cô cực kỳ là thích Trấn Thành. Thích đến cái mức mà chồng cô biết, con cô biết, mà các em sinh viên của cô đều biết. Vâng, em cảm ơn cô. Cô mỗi khi đi ngủ, đêm nào cô cũng bật tiết mục hài của năm chú tiểu Đồng Lai, không phải xem năm chú hài diễn. Mà để nhìn Trấn Thành, nghe Trấn Thành cười, một điệu cười cực kỳ là sảng khoái, cực kỳ là quyến rũ,
Và giá như ngày hôm nay cô được nghe cái tiếng cười đấy một lần nữa. Gai. Trấn Thành. Dạ. Con trai cô 30 tuổi. Không, nó thích vợ cháu. Và phòng ngủ, phòng ngủ của nó không treo ảnh cưới mà treo ảnh Harry. Vợ đang mang bầu 7 tháng rồi. Suốt ngày bắt vợ phải ngắm ảnh Harry để hy vọng có cái gì đó giống Harry. Và ngày hôm nay thật là may mắn đã có cái giống, đó là cùng giới tính. Chúc mừng cô, chúc mừng cô. Thưa trưởng Giang, hơi buồn một chút, nhưng cô là người sống cực kỳ là trung thực. Tất cả các em sinh viên đều biết đấy. Cho nên cô cũng nói thật là cô chưa thích cháu. Bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, đối với ai đó cháu đẹp trai, nhưng đối với cô cháu chưa đẹp trai. Mà con người cô chỉ thích trai đẹp. Lý do thứ hai, cô xem tất cả các live show của cháu, các tiết mục cháu diễn cô đều xem. Và có một điều, cái cô Hàn Quốc cô nói tiếng Việt cô còn hiểu, còn nghe rõ. Vậy mà cháu nói tiếng Việt cô lại nghe không rõ, thế mới đau chứ. Vậy cho nên cô làm sao nó thích được trung. Đúng không? Lại giọng miền Trung. Cho nên cô không nghe rõ. Đấy. Cho nên là cô cũng, mà cô không, cô chưa thích cháu. Cháu có thù cô không? Dạ không. Mà kể cả cháu có nói có thì cô cũng tin không? Bởi vì trời không lấy đi của ai tất cả mọi thứ. Có thể chưa cho cháu cái vẻ đẹp hình thể bên ngoài, nhưng sẽ cho cháu một cái vẻ đẹp nội tâm. Và cô tin cái vẻ đẹp bên trong của cháu rất tuyệt vời. Trên dù cháu có nói không thì cô có nói có, cô cũng tin là không. Cô ơi. Vì thế cho nên cô, khán giả, các bác ở đây sẽ thấy thậm chí ngày hôm nay Trường Giang có khi còn cười trước cả Trấn Thành. Dạ, không gài ạ. Cô ơi, mình còn một đứa nữa. Dạ, bây giờ... Dạ, con chào cô. Cô chào con. Dạ. Con Kiến My cực kỳ là đẹp trai. Và không hiểu tại sao thiên hạ người ta nói rằng cháu có vấn đề về giới tính. Cháu có vấn đề về giới tính. Có vấn đề về giới tính. Cháu có vấn đề về giới tính. Nhưng cô thì... Nãy giờ thi chắc qua 5 vòng rồi. Nãy giờ mà thi là 5 vòng rồi. Dạ, còn nữa nhưng mà đang mà thôi, cái này thôi sợ. Cái này sợ trưởng giờ nó. Nhưng mà cô cứ nói hết về nhân vật ở trên đã. Thôi, nói thế thôi thì không có gì. Huy ơi, đối với ai đó có thể cháu không rõ ràng về giới tính, nhưng riêng đối với cô, cô thấy cháu đúng là đàn ông đích thực, cực kỳ có đình. Trời ơi, gài nữa, gài luôn trên đây luôn. Cô ơi, bây giờ còn cái gì mà tinh tế hơn thì mình để dành thi nhé. Không tinh tế nhiều lắm Trường Giang ơi, cô, con người cô trông vậy thôi. Bên ngoài bẩn bẩn vậy thôi nhưng cô tinh tế tuyệt vời luôn. Thi nha. Thật sự nha, rất là cảm tình đấy. Vâng, vâng. Đáng vui đấy. Đáng vui đấy. Chơi núp vui từ đầu đến cuối. Chưa... Vậy hai giám khảo không có gì để hỏi đúng không? Vâng. Vậy thì bây giờ để cô trình bày tiếp. Xử lý à?
Bây giờ nhá, bây giờ nhá, này nhá. Có. Bây giờ coi như cái phần trình bày chuẩn bị tới đây là mình coi như vòng 1 bấm đi, cười lên. Không, không có thi, không có làm như thế. Chưa thi. Cô chuẩn bị hẳn 50 chưa thi. Tiểu phẩm mà. Không, bây giờ chưa xong. Cô thì cũng nói thật là ngày hôm nay thì cô sẽ mang tới một cái thế giới động vật cực kỳ là phong phú. Nhìn áo của cô là biết rồi, cô rất yêu thiên nhiên. Thế là ngày hôm nay cô có 5 tiết mục. Có chó, phụ nữ. Đừng nói trước. Tình yêu hôn nhân không, nói trước chứ. Tình yêu hôn nhân, gà và thơ ca. Cô không dừng ở tiết mục nào cả. Và cô sẽ thi cho nên Huy không cần hỏi cô là đi tiếp hay dừng lại. Cho nên các giám khảo cứ cười thẳng, thoải mái hết bốn tiết mục. Và đến tiết mục thứ 5 nó mới mất tiền, đúng không? Vậy không, tiết mục thứ 5 hả? Vòng nào là có tiền vòng nãy rồi. Không, nhưng mà dù là cô vẫn qua đủ 4-5 vòng đúng không? Vậy thì 4 cái tiết mục trước các cháu không cần phải nhịn cười, cứ cười thoải mái. Có mất tiền đâu. Mất. Đúng rồi, bởi vì cô có lấy đâu. Kể cô đi đến tiết mục thứ 5 đúng không? Được thì cô được tiền, mà mất thì... cô mất tiền. Cô có thể dừng lại ở bất kỳ vòng nào không, cô muốn. Không, cô không thích. Cô cứ thích đi luôn. Đi đâu? Cô không thích. Trời rất là cá tính, rất là cá tính. Nhưng mà cô phân tích như vậy rất là kiểu rất là logic đúng không ạ? Kiểu như là 4 vòng thì nếu như mà muốn siết lại thì vòng 5 vẫn siết được, đúng không? Đúng rồi. Đấy, cứ cho cô 4 vòng. Đúng rồi, cho cô 4 vòng các. Mà cô cũng không xin bố. Các cháu không cần nhịn cười. Còn thì cô cũng không cần phải là các cháu là phải là cười thoải mái cho cô. Bởi cô làm như thế thì sinh viên của cô nó cười cô rất là vi diệu. Mà cô làm thế sao được đúng không? Thế các cháu cứ okay. Thấy cười là cười, không cười thì không cười. Nhưng cái tiết mục cuối cùng thì mới tốn tiền đúng không? Đúng rồi. Ok. Chơi vậy. Chơi với cô luôn. Lỡ như lát nữa cô luôn. Lỡ như lát nữa tụi con cười 4 vòng xong cô nói thôi cô dừng lại nhé. Thế là sao nhỉ? Sao cô lại không hiểu nhỉ? Chỉ ra nói gì mà cô không hiểu. Hình như là bây giờ cô chỉ hiểu những gì cô muốn hiểu thôi. Tức là trong chương trình này sẽ có 5 vòng. Đúng rồi. Cô vượt qua từng vòng, cô có quyền dừng lại để cô được lấy tiền vòng đó. Được. Và kết thúc cuộc chơi. Cô không dừng lại. Có quyền nhưng cô không dừng lại. Bởi vì cô đã chơi là chơi tới bến. Ok. Vâng. Dạ, rồi. Rồi. Riêng cô duyệt luôn. Xong rồi bắt cô bắt đầu đúng không? Vâng. Huy ơi. Dạ vâng, bấm con đây. Chuồng. Dạ, thời gian 60 giây. Các em, buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Có ai hỏi gì cô nữa không? Em thưa cô, em có điều muốn hỏi. Được, nói đi em. Em thưa cô, ngôn ngữ có trước hay tư duy có trước hả cô? Thế là bây giờ nói với cô, nói kiểu gì, nói sao mà, có nghĩ không? À dạ, em hiểu rồi. Cô ơi, chó có biết nghĩ không cô? Biết mà. Cô ơi, chó nó nghĩ gì hả cô? Trời ơi, cô đâu phải là chó mà biết nó nghĩ gì. Hả? Cô ơi, em yêu một bạn, bạn ấy có người yêu rồi, thì em phải làm sao hả cô? Trai có người yêu như cây có ở chậu, gái thâm hậu đập chậu lấy cây. À vậy là thế là cô phải dừng lại vòng một à? Thơ ca vui lắm mà lại phải dừng lại à? Hết thời gian à? Hết thời gian. Cô ơi. Ơi. Cái phần tinh tế nằm ở phần giới thiệu đấy. Cái phần giới thiệu nó tinh tế à? Giới thiệu mới cười. À. Vì cô biết sao giới thiệu người ta không đề phòng. À, cái đoạn giới thiệu người ta thì... không bao giờ đề phòng. Và cô nói ra những cái điều nó rất là tự nhiên và nó cực kỳ đúng. Nên cái nụ cười nó toát ra một cái tự nhiên. Còn cái này là khi mà mình thi thì nếu muốn cười thì cái đô nó phải nặng hơn. Vậy là chưa nặng, chỗ đấy là chưa nặng. Vâng. Vậy là cô lại sai rồi. Vậy là các em, cô nói với các em rồi đúng không? Lỗi này chắc không phải lỗi của cô. Bởi vì các giám khảo đang ghìm cho nên là các em, cô nghĩ là như vậy. Không, mọi người đừng hiểu lầm là cô với Thành là không hề ghìm. Đang. Dạ, cũng đều sẽ cười nếu có tình huống vui. Nhưng mà tại vì cái phần tinh tế của mình như cô đã nói, nó nằm ở phần giới thiệu giao lưu. Còn vào cái phần thi thì nó không tinh tế lắm.
Không sao. Như đã hứa với cô, bây giờ cứ cho cô làm 4 vòng, được vòng nào còn lấy vòng đó. À vậy cô bắt đầu vào cô tiếp vòng thứ hai nhé. Yellow nha. Rồi bắt đầu. Thì ơi, bấm rồi. Chuông. Dạ, thời gian 60 giây bắt đầu. À, cô ơi, tại sao bố em lại nói ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì? Là bởi vì các em ạ, bởi vì là khi sinh ra cấu trúc bán cầu não trái của phụ nữ khác với nam giới, có một vùng mà các nhà khoa học gọi là vùng phát triển ngôn ngữ. Cái đó làm cho người phụ nữ người ta phải nói nhiều. Và những người phụ nữ mà nói không nói nhiều là những người phụ nữ có bộ não bất thường. Vậy em thưa cô, thế trường hợp Trấn Thành là đàn gì mà sao nói nhiều dữ vậy? À thì là đàn ông. À, nhưng mà riêng Trấn Thành đó là một sản phẩm bị lỗi. Cũng chưa đủ vui. Tiếp ạ. Nghe ra cũng vẫn chưa đủ vui. Thế có lẽ là cô không cảm thấy tự tin để mà tiếp tục nữa rồi đấy. Vâng. À, cô biết sao? Tại sao thế nhỉ? Cô ơi. Hết thời gian. Tại vì thật sự ra như Thành đã trình bày với cô, cái phần mà cô giới thiệu nó rất là duyên dáng, tại vì người ta không đoán ra được cô đang nói cái gì. Còn khi mà cô đưa người ta vào câu chuyện, có nghĩa là với cái đầu óc của những người đã đi làm hài, người ta sẽ theo dõi câu chuyện và người ta sẽ tự động có một cái phản xạ là đoán trước xem cái kết nó là cái gì. Thì cô phải nghĩ ra một cái kết mà tụi cháu nghĩ không ra. Còn tụi cháu là dân làm hài thì sẽ nghĩ ra được rất nhiều cái kết do cái câu chuyện mà cô bắt đầu dẫn dắt. Nên là khi mà cô giới thiệu không thì lại không biết cô nói cái gì. Nên khi cô nói ra cái gì nó cũng rất là thú vị. Là bởi vì nó đặc biệt và nó đến từ chỉ có suy nghĩ của cô và chỉ có cô biết mà thôi. Đó. Hồi nãy mới cháu mới kêu cô stop lại, cô để dành cô thi là hay rồi, thiệt á. Nhưng mà thật sự ra thế này nè cô ạ, không biết là mình không đánh giá cái này là thi thành công hay không thành công. Nhưng mà chỉ nói cô là một người ở trong môi trường sư phạm mà cô đến với một chương trình này, điều đầu tiên là một cái quý. Cái quý thứ hai là khi cô chia sẻ những cái tình cảm dành cho những người nghệ sĩ như cháu hay là Trần Giang hay là Huy. Đó là cái quý thứ hai, là vì cô nói là cô đang rất là mệt rồi, nhưng mà lên đây gặp nghệ sĩ là cô vui lại, cô lấy lại năng lượng. Cái đó là cái quý thứ hai. Cái quý thứ ba là cái cách mà cô chia sẻ về những cái câu chuyện mình giới thiệu nó cực kỳ thú vị. Và thật sự nó rất là hài hước ở chỗ là cô đặt ra cái luật chơi cho riêng cô. Cô yêu cầu giám khảo phải theo cái luật chơi của cô. Mà cái cách mà cô đặt ra nó rất là thú vị ở chỗ là như chuyện đã rồi. Dạ vâng. Thì nó có rất là nhiều những cái ngóc ngách của hài hước nó đang xen vào cái câu chuyện mà cô kể. Chỉ hơi tiếc là cái câu chuyện thật mà cô mang lên thi á là thường nó sẽ vui hơn khi đọc, chứ không phải là vui khi tức là khi diễn thì sẽ đúng không rồi. Vui dạ đúng rồi, nó sẽ rất là vui khi hiểu. mình đọc nó, mình tư duy thì nó sẽ vui hơn là khi mình nói nó ra. Dạ vâng. Vậy đi. Cảm ơn cô đã đến với chương trình. Dạ, xin chúc cô sức khỏe và luôn luôn có niềm vui và năng lượng tích cực để truyền cho các bạn sinh viên ạ. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Dạ vâng. Bifina Vision bán chạy số 1 Nhật Bản. Xin mời thí sinh Phạm Châu Hiền. Làm cho tất cả danh hài, luôn cho tư thế tươi há mồm. Làm cho tất cả danh hài, khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ, chào ban giám khảo, chào mọi người. Em tên là Phạm Châu Hiền, em là nhân viên thu ngân ạ. Em cũng đến từ Bến Tre. Rồi. Mình mấy tuổi cơn? Dạ em 26 tuổi ạ. 26 tuổi. Dạ. Thu Ngân. Nhìn em thì không nghĩ là em là người thích hài. Thế em thích hài là vì lý do gì? Em đi thi là tại vì mọi người ở trong phòng khám là xúi em đi thi. Khoan. em làm Thu Ngân ở trong đó. Dạ. Rồi những người bạn đồng nghiệp của em biểu em đi thi. Dạ. Là tại vì bình thường là em có duyên với mọi người đúng không?
Dạ, mọi người em nói em không có được bình thường lắm, nên đi thi thử coi sao. Mà em thì cũng vậy. Nghĩa là mọi người trong phòng khám khuyên em nên đi khám mà. Dạ, khuyên đi thi. Đi thi. Chứ khám là bác sĩ không khám được. Mặc dù đó đa khoa. Ok. Dạ, tại phòng khám bên em chưa có chuyên khoa tâm thần. Nay thiên mình là thi ai? Dạ, em có trợ diễn ạ. Có trợ diễn hả? Dạ. Phòng đầu có cần trợ diễn không? Dạ, trợ diễn ở tất cả các phòng luôn ạ. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Tạo điều kiện cho tụi nó ra nha. Dạ. Cái gì hay nhất diễn đầu tiên? Của em thì em diễn theo cuộc đời em. Nhưng mà cái gì hay nhất đầu tiên nên cuộc đời em thứ tự nó có thay đổi một chút. Ok. Ok. Rồi, được á. Dạ. Vô đi cưng. Dạ, em mời bạn diễn của em ạ. Ok. Làm chung hả? Dạ không, cái này là sếp cũ của em hồi mà em còn làm ở công ty khác. Hả? Tại phòng khám em cũng không may đi. Công ty anh còn ổn không mà rảnh quá đi thi vậy anh? Dạ từ khi mà bé nó nghỉ thì công ty ổn hơn. Hay quá ta. Sếp cũ mà chịu cùng nhân viên cũ đi thi ha. Chắc tình cũ luôn quá. Không, không có đâu, nhìn là biết không phải yêu đương rồi. Dạ không. Bên đây có người yêu rồi hả? Dạ rồi. Bên đây vẫn còn chưa có nữa. Dạ em có rồi. Có luôn hả? Tụi em có đủ hết rồi. Sao kêu người yêu mình đi chợ diễn mà kêu người yêu của bạn cái gì? À, tại người yêu em nhạt quá. Người yêu nhạt quá hả? Cái gì? Dám lên sóng truyền hình nói người yêu mình nhạt luôn hả? Dạ, nhạt, nhạt. Sao, sao chuyến này về chắc nó bỏ quá. Dạ, không bỏ nổi. Sao bỏ nổi? Mê lắm. Mặt bỏ nổi. Mình mặn quá bỏ không nổi hả? Ừ, lát bà diễn nhạt đi bà biết luôn. Rồi, xin mời hai bạn một vị trí ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Em hả? Dạ. Chiều nay em muốn đi ăn gì vậy? Anh chở đi ăn nè. Em ăn gì cũng được. Em muốn bò không? Thôi, em muốn bò mặt giống con bò. Dạ, ăn bún thái nha. Thôi, thôi, ăn bún thái mặt giống bê đi thái. Chịu, thôi, đúng không? Dạ, ăn bún đậu mắm tôm nha. Thôi, bún đậu mắm tôm thôi. Thôi, nó không ăn, người ta không ăn mấy cái đồ thối như vậy đó. Thôi, không có ăn. Thôi, nó không ăn. Thôi, đó. Thôi, ăn đi nha. Ê, ăn, thôi, ăn. Thôi, ăn, ăn rồi. Ăn. Ăn bún đậu mắm tôm. Bạn đã chiến thắng vang dội. Cười cho một vòng lấy tinh thần nha. Chứ nãy là chưa có vô lắm đó nha. Thái độ thì có, tâm lý cũng có luôn. Chỉ có cái là nó hơi, câu chuyện nó chưa có nội dung. Thí dụ em nói ăn bún bò không? Ăn bún bò mặc giống bò. Cái nói ăn thí dụ hỏi ăn bún mọc không? Mọc mặt giống Tùng Lộc. Thì mình đúng không? Mình sẽ làm cho nó có bài bản thì nó sẽ có câu chuyện. Chứ còn hồi nãy tự nhiên cười là cười động viên nha. Tại thấy có tiềm năng. Rồi, tiếp. Bây giờ hai bạn đang có 2 triệu ạ. Nếu thi tiếp mình có cơ hội chạm vào 10 triệu. Nhưng nếu thi chẳng may ấy thì... Tiếp tới cái nào? Yellow. Suy nghĩ được kỹ ạ. Tiếp chưa? Đang duyên mà, sao dừng được? Rồi, quyết định của hai bạn là thi tiếp hay dừng lại? Dạ, tụi em thi tiếp. Rồi, thi tiếp. Anh dặn nè. Làm gì làm có nhịp. Dạ. Làm gì làm có cái nhịp một xíu. Thấy không? Thí dụ, làm cho nó có nhịp. Đừng nói thừa nhiều quá, nói ngắn gọn mà có duyên thôi nha. Em bị cận hả? Em bị cận hả? Không sao đâu, em có thể không thấy anh, tụi anh vẫn thấy em. Rõ lắm. Làm đi cưng. Thoải mái nào. 60 giây thời gian, bắt đầu. Chết rồi Hiền ơi, chết rồi. Trời ơi, chết rồi, nước sôi đổ rồi. Nước sôi đổ, chết rồi. Nước sôi đổ đâu? Nước sôi đổ rồi. Đứng lại đây. Đứng ở đây.
đứng yên đó. Có gì nói. Tối nay hẹn bạn gái ngày đầu tiên. Chết rồi, chết rồi. Lần đầu là... có bạn gái đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ lần đầu là làm sao giờ? Có tao. Con gái. Thử làm bạn gái. Ok. Thử hả? Ok. Ok ok. Nói vậy làm gái là tao là số 1 ở đây. Ơi. Làm con gái. À làm con gái. Tao là con gái. À rồi. Ok nha. Rồi. Bạn gái từ xa bước vào nha, bình tĩnh nha. Con gái bây giờ nó nhẹ nhàng lắm. Ha, không sổ sàng nha. Bị kiến cắn mày hả? Hết thời gian à. Cái bà này bà cũng hài lắm chứ phải không, nên mà tại vì tôi không biết cách xây dựng câu chuyện. Có nghĩa là cái trong em á, em gái đó là có máu hài đấy, là có đấy chứ phải không đâu, nhưng mà tụi em chưa có sắp xếp được, chưa có chắc lọc được cái nào làm trước, nào làm sao và làm trong bao lâu thì phải chuyển qua cái khác. Tụi em bị bản năng lắm, vẫn còn bản năng thô sơ lắm. Thôi, kỷ niệm Tết chơi vui được rồi nghe. Dễ thương. Hy vọng là bạn trai của em sẽ mặn hơn theo năm tháng. 8 năm mà chưa thấy mặn. Ừ. Chứ nãy anh thấy phần thi cũng không mặn lắm. Chào em. Rồi, cảm ơn hai bạn ạ. Xin mời thí sinh Hồ Viết Trí. Làm cho tất cả danh hài. Làm cho tất cả danh hài. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Xin chào ban giám khảo. Xin chào anh Ngân Huy. Và toàn thể các mọi người đang xem đài. Dạ em tên là Hồ Viết Trí. Dạ em tên là Trần Gia Thịnh. Trí nhiêu tuổi Trí? Dạ em 23 tuổi. Trắng trẻo đẹp trai. Đang học gì? Dạ đang đi làm luôn anh. Làm gì? Dạ trưng bày hàng hóa. Làm cho Pepsi. À rồi, là bên nhãn hàng. Bạn này làm gì? Dạ em là kiểm dịch sản phẩm hả? KCS hả? Dạ. À rồi, có vẻ là thấy là hay đó, chờ đợi đó. Rồi vô lắng lấy 10 triệu nha. Thiệt tụi anh ngồi chờ hoài, ai kiếm 10 triệu kiếm không được tụi anh buồn. Dạ, lấy đâu em, lấy đâu cụ. Lấy làm sao lấy 10 triệu được, sao muốn lấy gì lấy. Thời gian 60 giây bắt đầu. Cái câu gì ạ? Câu cá. Mày biết hồ này của ai không? Dạ không anh. Mua vé chưa? Dạ chưa. Dạ em không có tiền anh. 10-20 móc ra mày. Dạ giờ anh bắn em cái đụng em có 10 triệu 20 triệu đưa anh luôn á. Mày câu cá mập hả? 10 triệu 20 triệu 10-20. Câu ra. Dạ 10.000 này là tiền em muốn mì. Bây giờ em gửi anh cấp cho em cái vé. Tao nói lần này thôi nha mày. Chiều nay có thể mày còn gặp tao đó. Câu này nhớ canh bảo vệ. Vé số chữ sổ đây. Hôm nay có cửa cấu cấu đây. Bạn đã chiến thắng. Vâng các bạn, chỉ được 2 triệu đồng. Câu cuối cùng em nói là gì? Vé số chiều sổ đây. Trước cái gì bảo vệ đó. Chiều nay mày sẽ còn gặp tao đó. Chiều nay mày có thể sẽ còn gặp tao đó. Bảo vệ gì nữa? Canh câu cá nhớ canh bảo vệ. Câu cá nhớ canh bảo vệ. Câu cá nó nói rõ ra là tôi cười rồi. Dạ. Nghe câu đó. Dạ. Dù là diễn chưa tốt nhưng ý là ok. Thông minh. Nó đơn giản nhẹ nhàng thôi, gì đâu mà. Dạ. Đó. Y chang như vậy. Có gì hấp dẫn nữa. Chơi luôn. 10 triệu đang chờ đợi tụi em. Thiệt đang nóng lòng trao 10 triệu lắm luôn. Dạ tụi em. Nói tụi rõ. Đừng rung, đừng sợ gì cả. Nói dạ. Cho thiệt rõ. Chữ nào chữ này phải rõ. Không rõ không nghe sao cười. Rồi. Tiếp chứ. Chơi tiếp. Nè cái hồi nãy thì giờ góp ý nha. Cái nãy mà nếu như giấu tỷ số tới cuối cùng luôn, mày không phải muốn làm gì làm. Này tôi cảnh cáo, chiều nay còn gặp tao đừng có đùa. Nhớ canh bảo vệ nha chưa. Tao đi đây. Để lại cái bì hay gì đó.
mở ra. Ủa vé số là sao? Là khán giả hiểu liền, anh này bán vé số, bên kia rau liền, vé số đây. Thấy không? Nó phối hợp nó nhịp nhàng nhưng mà chắc tụi em chưa biết cái đó. Nhưng mà với cái nội dung vậy là anh nghĩ là được, hợp lý. Nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó ngăn nắp, thấy không? Diễn nó đầm thắm, nó từ tốt. Y chang vậy mà mạnh đô hơn tí, lấy 10 triệu. Cho em ra lấy dạ, được cụ. Dạ, lấy được cụ. Dạ. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Trễ giờ rồi. Mày đang không qua hù tao đúng không? Trời sao, mày muốn gì? Anh đã chiến thắng vang rồi. Chúc mừng hai bạn, nhận được 10 triệu đồng. Này dở ẹt nói trong miệng của mà nó không hiểu sao mình cười luôn á. Bởi thiệt á, cái cầu trắng này có nhịp có tốt kìa, nhắn công này có nhịp mà thấy ghét nè. Thí dụ nào phải đi vậy nào, đi nè, hai bạn đụng nhau, hai đụng nhau đâu đâu mà bết. Thằng bán vé số, mày chết ba mày. Trời sao mày muốn gì? Anh còn bán không? Không, từ từ, nhã nhẹ ra, nhịp nhàng, thoải mái. Nói cái gì một nùi trong miệng rồi không có nó rôi cái này ra làm sao mà cười. Thiệt tình. Quý quá anh. Bình tĩnh, đã nói rồi, bình tĩnh. Dập đĩa. Có thấy tiền không? Nhả ra được chưa? Ok. Các bạn đang có trong tay 10 triệu. Vòng sau sẽ là 20 triệu đồng. Nhẹ nhàng hợp lý. Tôi về bán vé số. Em diễn cái này luôn. Em diễn cái nào cũng được, mà anh chỉ cần rõ ràng, rành mạch, rõ, nhịp nhàng. Nhẹ nhàng. Đây, 20 triệu. Em phải có tâm lý. Em hiểu không? Em đừng có nói không. Em phải làm một cái thằng mà hồn qua em tức nó thiệt là tại vì nó lừa em thì người ta mới cười. Cái thằng này cái tâm lý nó đúng. Vợ mày sao? Tại cái tâm lý nó tâm lý thiệt, còn em không có tâm lý, hiểu không? Em phải tập trung một tí, em làm nhẹ nhàng, em nói rõ cho tôi nghe tôi sẽ cười. Nghe không? Rồi. Hai bạn thi tiếp hay dừng lại ạ? À? Dạ, dạ thi tiếp không anh? Thi tiếp. Bấm cái khúc mà chụp cổ áo lại á. Được. Rồi được. Mình nước chứ. Dạ. Phải tiết kiệm thời gian chứ. Dạ. Rồi, ok. Rồi xin mời. Thí dụ nha, diễn mà không cười qua cái thứ ba luôn. Dạ. Hiểu không? Có thời gian làm hết. Rồi. Trễ rồi. Mày là cái thằng hôm qua hù tao đúng không? Rồi sao? Dạ không, em thấy áo anh nhăn, quần anh cũng nhăn. Tao giỡn mày hả? Không ra. Dạ 10-20 nữa hả anh? Mày nghĩ tao còn làm nghề cũ hả 10-20? Chăm. Nhanh. Dạ 100 ngàn này là tiền em mua đồ ăn cho chó. Thôi em gửi cho anh, anh cấp cho em cái vé. Mày biết đều đó. Giao này 120 em gửi lên 100. Chúc mừng các bạn nhận được 20 triệu đồng. Tại tờ 100 ngàn đâu? Dạ dạ, quên bỏ vô anh. Đi thi có nhiều đó cũng quên. Lấy 20 triệu mà có 100 ngàn không đem. Hời hợt với cái việc mình làm. Hư thúi. Ngày xưa anh có diễn một cái kịch bản giống vậy. Một cái thằng giang hồ ra. Mày thấy sao? Cầm dao xong chuyển qua búa. Thằng này sợ tới cái súng này quý đó. Mày chọn đi, mày chọn cái nào. Em đúng cái nào cũng ghê, không có. Búa 10 ngàn, dao có 15 mà. Anh mua cái nào cũng được, cái dạng vậy đó. Thì cái cậu áo trắng là nhịp rất là tốt. Ông nói ông nội, cái tờ tiền không có. Thứ nhất là khán giả ta coi ta không tin. Thứ hai là ta bị sao động với việc ủa chứ diễn tay không. Đẹp trai cho cố vô rồi không làm được cái gì. Có yêu chưa? Được chưa anh? Đúng rồi đó. Ai mà yêu em? Yêu mà mày quên hết mọi thứ. Mày cứ hỏi mày mốt anh quên em chưa? Quên rồi. Chết thiệt. 20 triệu cho em... không hài lòng lắm. Để hỏi hỏi cái gì thi tiếp luôn anh. Thôi thi chi nữa. Dạ. Hai bạn ơi, đây
Khoan khoan, trời ơi, đừng nghe, đừng nghe, hãy nghe, nghe lý trí. Bây giờ các bạn có 20 triệu, chắc chắn lấy 20 triệu. Nếu mà mình thi tiếp, mình lấy double luôn là 40 triệu và tấm vé vào gala 150 triệu. Nhưng rớt là mất tiền vậy thôi đó. Không có gì hết trơn mà làm cái gì vậy? Vậy đó, rất là mất tiền. Dạ, tụi em đến đây là mục đích không phải là giải thưởng anh. Vui là chính. Khoái áo trắng rồi đó nha. Con mê em rồi đó. Là nghỉ đúng không? Không. Vậy không, thi tiếp anh. Thi tiếp anh. Thi tiếp. Ráng nha. Dạ dạ. Dạ cho em chuẩn bị đồ cụ. Cho em vô chuẩn bị đồ cụ. Ừ, được. Chuẩn bị đồ cụ. Lúc nào cũng vô chuẩn bị đồ cụ hết trơn. Ra diễn tay không. Rung luôn. Cái gì cũng rung hết. Lấy 20 triệu rồi còn rung. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thôi rồi. Mất hết rồi. Tại sao con khóc? Bụt hả? Nếu con quay lại, ta sẽ không còn là bụt nữa. Bụt đến giúp con phải không? Đúng, ta cho con 3 điều ước. Con ước đi. Bụt ơi, con vừa mất 10 ngàn, bây giờ con ước có 100 ngàn. Đúng là bụt thật rồi. Bụt ơi, con vừa mất 100 ngàn, bây giờ con ước có 500 ngàn. Trời, 100 ngàn mà giờ được 500 ngàn thì con biết bụt là ai rồi. Anh, giấy số. Em giấy số. Mua giùm em tờ nãy giờ em giả bộ em lừa anh thôi, mua em tờ đi. Mày bán giấy số giả mà. Dạ, lừa tao gì? Dạ, em bán giấy số anh. Mua em tờ nha. Hết thời gian à. Câu chốt là câu gì? Dạ lúc đó là quăng cọc vé số vô. Xong rồi cái lúc đầu là em này nói là em ước là có 500 ngàn lên 1 triệu. 1 triệu xong cái em giơ tay lên, anh quăng cọc vé số xuống. Cầm từ 500 rồi phải nói chốt là sao? Ồ, mất 100, được 500, lợi 400. Bụt ơi, con không ước nữa, con biết Bụt là ai mà. Đúng không? Phải lừa ngược lại nó. Mà nãy khán giả đã biết rồi, mình phải làm cái gì khán giả chưa để ý. Đang hay, hơi tiếc, mất rồi. 20 triệu mất rồi. Vẫn ở lại, chán thiệt. Đang hay, thiệt tình, cái ông này vẫn là cái ông này. Ông chốt vấn đề cũng không xong, thiệt tình. Rồi, cảm ơn hai bạn ạ. Xin mời thí sinh Bảo Thơ và Bảo Tho. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế tươi ăn. Làm cho tất cả danh hài khi một trong hai danh hài tươi cười. Con chào chú Trấn Thành, con chào chú Trường Giang, con chào chú Ngô Kiến Huy và quý vị khán giả. Con chào chú Trấn Thành, con chào chú Huyền Giang, con chào cô chú Mô Quân Huy, con chào khán giả. Con bé này. Con là Nguyễn Ngọc Bảo Thơ, năm nay con 6 tuổi. Con học lớp 1, con ở vùng biển Kiên Giang. Con là Bảo Thơ, con ở vùng biển Kiên Giang. Hai em xin đời. Ừ, hai đứa nói một lần thôi chứ có một thông tin nói hai lần chứ. Xin đời phải không? Dạ. Hôm nay ba hay mẹ đi theo mình? Dạ mẹ. Ba đâu? Dạ ba không có đi. Ở nhà. Cô ba chứ... đi ba ở nhà? Ba bán. Ba bán gì? Ba bán bánh mì. À, bán mì ở đâu con? Dạ, ở Hòa Thuận. Ở đâu? Hòa Thuận. Hòa Thuận ở Dòng Riền đúng không? Dạ. Ủa? Dạ. Bao nhiêu một ổ? Dạ con không biết. À, ngon không? Ba bán ngon không? Ngon. Ngon. Ừ, ngon mà mặc kỳ ha. Rồi mẹ con làm cái gì? Dạ mẹ con bán cơm.
Ồ, ba mẹ con bán hết à? Sao vậy, bữa nay mẹ không bán cơm, mẹ đưa con đi làm chi vậy? Dạ, tại vì mẹ cho con đi mẹ không bán kinh nữa. Giờ mẹ cho con đi rồi lỡ mẹ lỗ rồi sao, bữa nay không bán cơm? Bà ngoại với ông ngoại bán. À, gia đình nhiều người quá mà. Chia nhau công việc làm đều đặn. Bình thường ông ngoại bà ngoại mà không bán cơm thì ông ngoại bà ngoại làm gì? Dạ, ông ngoại canh xe. Canh xe, bà ngoại cũng làm gì? Bà ngoại bán bánh. Thôi lùi ra chứ bán mọi thứ luôn à. Quán, gia đình ẩm thực. Quán cơm của mẹ tên gì? Mẹ hả? Ừ. Quán cơm mẹ... nhà mình tên gì con? Quán cơm nhà con tên là gì? Ông Sáu Bà Sáu. Tên là ông Sáu Bà Sáu. Mà bà ngoại cũng bán bánh gì? Bánh oxy đi xì. À, snack rồi đó đúng không? Bánh bịch đúng không? Dạ. Có bán nước nữa. Bán nước không? Ok, bán bánh bán nước rồi. Ai xúi cho con đi thi vậy? Con tự đòi đi á. Sao con tự đòi đi? Con coi cái gì mà con tự đòi đi? Con thích hai chú. Coi chương trình gì mà thích hai chú? Thích Đăng Hài. Mà thích là một chuyện nha, còn diễn hài là một chuyện nha. Có làm được không? Nhắm làm được không? Được. Ở nhà con có làm thử cho ai coi chưa? Rồi. Có cười không? Dạ có. Ngon à. Ở trong lớp con nói chuyện với bạn bè con, bạn bè có cười không? Dạ, con không có nói. Sao trong lớp không nói chuyện? Cô con hỏi là con đi thức thức thân hại hả? Ờ, đi thi bạn bè trường rồi cô thầy có biết không? Dạ biết. Rồi mọi người nói sao? Trong trường nói là thi sao rồi. Rồi con nói sao? Mẹ con nói chứ đâu con biết đâu. Bây giờ quay lại cái quán bánh mì, xe bánh mì của ba tên gì? Tú. Cha con bán bánh mì là Tú. Tú hả? Bánh mì Tú hả? Cha Tú. Cha Tú. Cha con tên là Tú. Còn bánh mì là không có tên đúng không? Thì người ta kêu là bánh mì ông Tú vậy thôi đúng không? Không luôn. À, mẹ con là bà cơm ông Sáu Bà Sáu. Không, mẹ con là tên Nương. Nhưng mẹ... quán cơm tên là ông Sáu Bà Sáu. Ông Sáu Bà Sáu là bán bánh. Rối dần rồi. Mẹ con tên Nương. Quán cơm bà Nương đúng không? Mẹ là tên Nương đâu phải là cơm Nương đâu. Chứ cơm gì? Cơm. Cơm thì nhà cơm thôi. Ok. Rồi. Thi nha. Rồi. Rồi hai con vào vị trí nha. Thời gian 60 giây cho hai con bắt đầu. Bóng bóng bóng. Bang bang. Lên ăn cơm vàng. Cơm vàng. Cơm bạc nhà ta. Cơm bạc nhà ta. Chữ ăn cơm hẩm ở quán A mà. Bởi đồ nghiệp ăn cơm hẩm. Anh cười em à. Anh cười em à. Cái nhà, nhà nó bán cơm mà nó tấu cơm nhà ta hẩm. Sao biết cơm bên đây cơm hẩm? Ai chỉ con nói? Hồi nãy nó kêu bóng 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 mà nó ngoắc quy rồi tôi muốn chết rồi. Trời ơi trời, chắc tôi chết. Có duyên thiệt, nhà nó bán cơm chê nhà tôi bán cơm hầm. 2 triệu. 2 triệu hợp lý. Tiếp. Có thi nữa không? Dạ đó. Thi nữa hả? Dạ. Thi nữa mà không cười là mất 2 triệu. Chịu không? Chịu. Chịu nghe. Rồi, bây giờ tụi con thi tiếp hay ngừng lại lấy 2 triệu nè? Dạ, thi tiếp. Rồi, thi tiếp. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Lan ơi, mở cờ chăng? Không có ăn chua lỡ chó rồi đó. Ăn chua, đó, ăn muốn làm gì? Cởi ăn. Ăn chua cũng giống chó ghê. Ủa, xem đi tu cạo đầu chi vậy? Ăn hỏi kỳ quá rồi, đi tu phải cạo đầu chứ. Vậy hả? Vậy ăn cũng muốn đi tu, vậy ăn về cạo. Cạo. Ăn cạo còn tóc vậy? Vậy hả? Vậy ăn về cạo lại. Cạo. Ăn cạo còn tóc như vậy? Ăn cạo gió mà. Trời ơi. Tiếp tục, diễn đi con.
Dạ hết rồi. Gì cái khác, tiểu phẩm khác. Cái hồi nãy á, sư phụ đánh thằng, có mới là thiệt, nó là giả đó. Sư phụ đánh thằng, có mới là thiệt, nó là giả đó. Giả, 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 con có này. Sư phụ hợp đọc một chú đi. À, đau quá, đau quá, đau quá. Mà lỡ con giả mà nhất đọc. Hết thời gian rồi. Hai tụi con diễn, tụi con ngó đồng hồ chi vậy? Ngó làm sao tụi con diễn được? Hồi nãy tụi con diễn mấy cái cạo gió này nọ mà tụi con diễn đàng hoàng là cười rồi đó. Đây con diễn con lướt nhanh quá, con nói nhanh quá. Thôi, cảm ơn tụi con đến với chương trình nha, một kỷ niệm vui. Và coi tiếp nha con, luyện tập ngày năm sau ghé lại. Dạ. Bye bye tụi con. Rồi, cảm ơn hai con. Về phòng ăn cơm nha. Rosbank Fort, thuốc kho thảo dược cổ đức dành cho người lớn, nhập khẩu nguyên chai. Xin mời thí sinh Hoàng Phàm và Quốc Toàn. Làm cho tất cả danh hài, luôn cho tư thế tươi há mồm. Làm cho tất cả danh hài, khi một trong hai danh hài tươi cười. Chị em xin chào hai ba giám khảo, xin chào anh MC. Xin chào khán giả có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Quốc Toàn, là sinh viên năm 3. Dạ em chào anh Trấn Thành, chào anh Trường Giang, chào anh Ngô Kiến Quy, chào tất cả mọi người. Em tên là Hoàng Phàm, em cũng là sinh viên năm 3. Hai bạn học gì? Dạ học diễn viên. Ở đâu? Dạ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Là nằm ở đâu? Dạ quận 12. À, bạn này cũng vậy luôn hả? Hai bạn học chung? Dạ. À, mình học diễn viên nha, nên mình sẽ được lợi thế hơn các bạn khác. Mà học năm 3 rồi nha. Năm 3 là học tới kịch nước ngoài hay là cái gì rồi? Dạ kịch nước ngoài. Thấy chưa? Cả đó anh cũng có học, nên biết. Hai đứa đều học hết hả? Dạ. Giỏi vậy ta. Gì rung dữ vậy? Nãy giờ tôi có làm gì đâu mà làm gì cứ nhìn tôi rồi cái thở hoài vậy. Làm gì rung dữ vậy? Hỏi thiệt. Tụi em học là tụi em là diễn viên. Dạ. Diễn viên cái bài học đầu tiên là gì? Tự tin. Phải tự tin mới là diễn viên được. Cái gì đâu mà lên mà run dữ vậy? Lần sau diễn thoải mái nào. Rồi, con trai bao nhiêu tuổi? Dạ em 20. Còn em cũng 20 luôn. 20 tuổi luôn hả? Dạ. Ủa 20 sao năm 3 ta? Ờ. À bước vào năm 3. Dạ. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi trước đây là có mê cái gì khác không? Dạ mê. Mê ca. Ca, ca hát. Đâu ca anh nghe thử bản coi. Cái bolero quá, giận cà quá. Dạ. Giọng mé đó thôi đó. Mé đó đó. Cho em xin hát một đoạn của bài Lại Nhớ Người Yêu. Ok. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Rồi, mình thi hai là đúng rồi. Mình thi hai là đúng rồi. Dạ còn em trai trước kỳ thi, ngoài cái này ra có mê cái ngành nào khác nữa không? Dạ không, lúc trước em chỉ mơ diễn xuất thôi. À, thi cái là vô trường sân khấu liền luôn. Dạ. Ba mẹ ủng hộ không? Dạ lúc đầu thì chỉ có ba ủng hộ thì mẹ thì cấm. Sau đó thì kiểu như học rồi riết cái mẹ cũng thấy cũng không có gì cho nên là mẹ cũng ủng hộ. Còn em sao? Dạ gia đình thì không ai cấm nhưng mà lúc đầu thì ông ngoại không cho. Thì em mới xin. Xin hoài, xin ngày này qua tháng nọ luôn. Cái một ngày đó trường phát giấy để em tuyển sinh, em đăng ký tuyển sinh. Thì em có về em xin ông ngoại. Em xin thì lúc đó không biết sao ông ngoại cho. Được 3-4 bữa thì ông ngoại mất. Trời ơi, thương. Rồi ráng đi, ráng để mình làm sao cho tốt đẹp đúng không? Dạ. Để cho mọi người trong gia đình mình đều vui. Dạ. Rồi thôi diễn. Chơi nè, diễn cho tỉnh táo lên nha, vui vẻ lên nha. Dạ cho em xin lấy đạo cụ. Lấy hết đi em. Năm 3 nha, gán diễn cho tỉnh táo nha. Đang chờ đợi đó. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Hít.
Chúc mừng hai bạn được 2 triệu đồng. Anh xém chém người bên đây rồi chứ chưa tới lúc biết em. Đúng đúng, xém cường nhỏ này tự tin nó có duyên mà nó tin nó đang cười, nhưng vẫn một câu nữa thật hơn nữa, vẫn đang bị kỹ thuật biểu diễn, phải thiệt hơn nữa mới cười, tại tụi anh là dân diễn, tụi em không thể diễn được qua mắt tụi anh được, nên tụi em phải thiệt. Em giận em phải giận thiệt, bạn nhỏ này phải hạnh phúc thiệt, em hiểu không? Cái âm thanh của em nó làm cho người ta mắc cười, nhưng mà em phải giận, em phải vui thiệt, có nghĩa là em phải tưởng tượng có một con mà nó báo một cái gì nghiệp à! Hiểu không? Mà em phải hạnh phúc thiệt với nó, thì em hiểu không? Phải tưởng tượng nó ra nha. Cái đó là mô hình phải không? Dạ, điện thoại thiệt. Ủa, sao chưa? Sao mượn mô hình vậy? Ý là hư rồi anh. Hư rồi. Hồi nãy mà em quăng cái điện thoại kiểu khác là anh cười mạnh nữa. Dạ điện thoại mượn nó không dám quăng mạnh. Hư hư chứ cũng đền bình thường. Cái điện thoại này của ai? Dạ của bạn ở chung. Trời ơi sao mượn ba tổ chức cái mô hình? Ba tổ chức có mà. Trời ơi không biết phải hỏi chứ. Ba tổ chức có mô hình không? Không em à. Không em à. Rồi giờ sao? Dạ tụi em đang tình cảm đó nghe. Đang cảm tình lắm đó. Đang lựa cái nào đó chứ không phải là dừng lại đâu. Trời ơi xáo trộn cuộc đời đó. Hả? Thì em thi tiếp. Xin mời. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chúc mừng các bạn 10 triệu. Hồi nãy thực sự ra cái tình huống đó nó không có quá đã, nhưng mà tại vì nó bị dư chấn của cái é rồi bị cái trước cái vòng một với cái tình huống này nó chưa có quá đã. Thí dụ anh nói thí dụ là nhỏ này đang coi vui, xong cái em giật lại, mà em giật trong cái thái độ là em mày có thấy tao đang đọc sách hay không mà mày la dữ vậy, mày coi em hiểu không? Có nghĩa là ồ vui thiệt, em vui, nhỏ này cũng vui, vui theo kiểu vui nhỏ này cũng vui theo hai vui thì giật lại tán mặt cái bóp é này của tao, hiểu không? Thì nó có cái để người ta coi hơn nhá. Ừ đang vui đó, 10 triệu. Dạ tôi thi tiếp. Để cho tụi em dẹp đậu phụ. Hết é rồi phải không? Dạ é hết é, tới khác anh. Tới khác chứ. 60 giây thời gian bắt đầu. Chúc mừng các bạn 20 triệu đồng. Nhưng mà cũng diễn chưa đã lắm. Đúng rồi. Tôi là tại vì tôi bị quá khứ. Em quýnh đó, em phải quýnh cho nó đã, mà tụi em phải làm rõ giữa từ cái nhẹ thành cái ấy, thấy không? Cái đụng đầu tiên phải là nhẹ nhất. Đụng đầu tiên qua đây là thế nào? Đụng này diễn coi. Đi từ từ thôi, đừng làm ào ào,
từ từ mà nó phải rõ để người ta thấy em làm gì mà nó phải có cấp độ. Có cấp độ hết. Từ từ thôi. 20 triệu. Tôi nói thiệt, tụi em mà thắng nữa, nếu tụi em may mắn tổ thương tụi em cho tụi em nhận được 100 triệu, tụi em sẽ là hai diễn viên đầu tiên trong lịch sử Thách Thức Danh Hài chiến thắng bằng một âm thanh. Ê, áo vàng lại hên kìa. Gì sao? Đó, áo vàng giống MC kìa. Ê, lại có vé lồ giống nhau nữa rồi. Dạ báo nè, cái gì cũng vậy, nãy giờ 3 vòng phải không, vui nhẹ nhàng anh thả lỏng anh ra để anh cười với tụi em, vòng 4 anh nghiêm túc lại một tí đúng không, chứ đâu thì à. É cũng cười nữa hả, nhưng anh biết là hợp lý đó, é rồi, é phải é thông minh, quan trọng là nó còn é thì mình é, còn mình đã có bản khác thì làm bản khác, chứ đừng có tự bịa ra một cái é gì đó nó dở ẹt. Đúng, hiểu không, hiểu không, hiểu không, làm gì hay thôi, miễn hay thôi, suy nghĩ rồi hai bạn suy nghĩ đi ạ. Thi tiếp đi, dừng lại ạ. Đang có cảm tình. Các bạn đã có 20 triệu chắc chắn. Bây giờ hai bạn hãy quyết định xong rồi và mình thi tiếp hay mình dừng lại ở đây và nhận giải thưởng 20 triệu ạ? Dạ hai tụi em thi tiếp. Thi tiếp. 60 giây thời gian bắt đầu. Hết giờ. Hết thời gian. Cái 20 triệu. Cái tình huống kia là gì không hiểu? Đúng, không hiểu. Dục điện thoại được quá, điện thoại từ lưa hết trơn. Mà là gì không hiểu? Giải thích coi. Là khi con là... nhỏ này giận. Dạ. Xong rồi em cầm thoại em dục. Thì liền là em đúng. Em cười rồi. Vô mặt lại, xong em đi đường này. A à, em nhớ là lộn đường. Đi đường này mới đúng, quay lại em cười một cái nữa rồi em vô. Nhưng nó không có bất ngờ và nó không có đậm. Cái miếng đó nó nhẹ quá so với những cái tụi em đã làm. À, 20 triệu mất rồi. Cái này là tập, cái é vừa rồi là tập lâu chưa? Cái vừa rồi á. Dạ không. Mới đẻ ra hả? Không? Ai biểu, nãy mới dặn rồi. É đặc sắc đã tập rồi thì diễn còn không có thì lấy tiền phẩm khác. Nói chung là rất là tiếc. Đáng lẽ tụi em sẽ trở thành huyền thoại é é. Nhưng mà ngày hôm nay tụi em lỡ dạy rồi. Tiếc lắm nha. Về nhà học thêm, luyện thêm. Hai đứa cố gắng luyện cái hài nào mà mở miệng ra nói với người ta nha cưng. Rồi chứ lên lấy tiền mà é không. Thương lắm nha. Làm gì mà cô phê của anh kiếm xấu? Dạ nói chuyện nhiều á. Bao nhiêu cái mày không học, mày học chú Thành. Dạ con quyết định.
Con có khả năng biểu diễn rất là tốt và khả năng bắt chước là một trong những khả năng của nghệ sĩ cần phải có. Tất cả những nghệ sĩ hài đa số họ đều sao chép cuộc sống lại thôi. Đón xem tập 2 Thách thức danh hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 16/10/2019 trên kênh HTV7. Và quý vị, như vậy chương trình Thách thức danh hài ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Thách thức danh hài mùa 6 do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điên Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Sống thêm yêu đời, bạn hãy hứa vui tính để đi thi nên tranh tài làm danh hài nơi đây, cười té ghế lăn ra sàn, cười to tiếng, cười sảng khoái, cười ra nước mắt không nén được, dù họ có tính ra sao nhưng thấy bạn không kiềm chế được. Thằng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Thằng cuộc thật rồi đây, bạn thật lại hứa. Cùng thách thức tiếng cười danh hài, yeah. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lăn ngã nghiêng không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Bạn sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai